Hello, xin chào tất cả các anh em. Chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái mẫu xe Exciter 155 phiên bản ABS, một cái mẫu màu màu đen nha anh em. Thì ở cái màu đen này nè, thì nhiều anh em hỏi mình á là mâm á mình có thể là phối màu đen được không? Được anh em. Tùy anh em thôi. Nếu mà anh em mua xe mới á, anh em thích mâm màu đen thì anh em có thể trao đổi với cửa hàng người ta. Có thể hỏi người ta bây giờ mình có thể đổi màu đen được không? Đó, cái đó là quan trọng là anh em trao đổi với cửa hàng thôi nhé. Còn ở cái phần mã đầu trước á, thì nhiều anh em thích cái màu bóng á, thì mình có thể thương lượng với người ta luôn anh em để mình phối theo cái ý của mình nhé. Còn về cái mẫu xe Exciter 155 á, thì được tích hợp đầy đủ công nghệ rồi. Cho nên anh em sở hữu một cái em nó thì anh em về không cần độ gì thêm. Trừ khi anh em muốn theo ý của anh em thôi nha. Tại vì ở trên cái phiên bản ABS mình đang quay cho anh em nè. Thì có thắng ABS nè, ổ khóa thông minh sạc mặt cây, cổng sạc 12V, nút max zin nè, tắt máy khẩn cấp. Nói chung đầy đủ những cái tính năng luôn anh em. Cho anh em sử dụng luôn. Còn động cơ thì 155 VVA phát triển dựa trên nền tảng của động cơ G15. Nó giống y gan động cơ G15 nha anh em. Được trang bị nhiều cái công nghệ trong động cơ như luôn như là bộ nồi chống trượt nè, rồi cam biến thiên VVA nè, sơ đồ đánh lửa tùy biến. Nói chung là tất cả các công nghệ dồn ở trên cái mẫu xe Exciter 155 phiên bản ABS. Còn nhiều anh em mà thích ở cái phiên bản ABS mà không có màu á thì anh em có thể mua cái phiên bản ABS mình đổi màu luôn nha. Đó. Mình mua xe mới á thì mình có thể trao đổi với cửa hàng người ta, ví dụ người ta hỗ trợ cho mình một phần nào đó chứ không phải là anh em mà đổi dần áo không nhé. Đó, cái đó quan trọng anh em thương lượng với cửa hàng người ta thôi. Còn ở màu đen mình đang quay cho anh em á thì được phối như là phần mặt nạ nè, về trước nè, anh em phối ốp đầu trước màu đen bóng cũng khá là đẹp luôn. Thì sẵn ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về mà cái cách sử dụng xe cũng như một chiếc xe mình sử dụng mình muốn là sử dụng lâu dài hoặc bền hoặc là mình muốn độ thì mình cũng chia sẻ để anh em thật lòng. Một chiếc xe zin nguyên bản, anh em muốn độ thì anh em độ ra ngoài thôi, đừng có đụng tới phần động cơ. Khi mình đã làm rồi á, mình đã đụng tới phần động cơ rồi á thì sau này anh em làm lại cỡ nào nó cũng không có im được như nhà máy người ta sản xuất đâu. Cho dù anh em thay hết phụ tùng trong đó luôn nó cũng không im được. Tại vì khi mà người ta lắp là nó chuẩn 100%, còn khi mình thay thế phụ tùng á thì cái mới cái cũ nó không có cỡ nào im được. Cho nên á mà mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em biết là cái xe mình mua mình sử dụng lâu dài hoặc mình muốn mua về mình độ chế. Nếu mà anh em đã độ chế rồi á thì cái xe nó không có bền đâu nhé. Còn anh em mua về mà anh em sử dụng đi làm hoặc muốn cho nó bền á, đi phượt đi đâu không sợ nó chết máy thì anh em cứ để zin thôi. Tại vì ở 155 thì động cơ nó mạnh mẽ rồi, anh em càng chạy thôi không cần độ gì thêm. Còn anh em đã độ rồi là móc lóc hoặc anh em gia công cơ khí hết là khi mà anh em chở về zin thì nó không có cái nào im. Cho nên mình mong muốn mình chia sẻ để anh em biết để sử dụng xe với nhiều cái cách mà anh em thích. Còn đối với tất cả các dòng xe luôn anh em muốn bền nhất là quan trọng nhất là nhớt nha. Còn xe zin của mình á thì anh em chạy mà anh em muốn duy trì cái độ ổn định cho nó thì nó hư cái món gì á thì anh em cứ thay đúng cái đồ hãng của cái xe mình vô thì nó sẽ duy trì cái độ bền của xe mình. Tại vì khi như trường hợp nè, nhông sinh dĩa hoặc bố thắng á thì anh em hư anh em thay đúng đồ của nó thì anh em chạy thì nó sẽ cái giá trị nó bền anh em, như từ ngày mình mua xe đến khi ngày nó hư. Tại vì xe mình cũ xuống một tí đôi khi nó phải, ví dụ thường mình 4 tháng á, mình chạy tầm 2 mới mua á, mình chạy tầm 3 năm hết, còn mình thay 4 tháng sau vô thì chạy tầm khoảng 2 năm rưỡi. Tại vì khi đĩa mình đã mòn xuống nó sập rồi nó phải mau mòn hơn cái mà xe mình mới nha. Thì cho nên á, mình muốn cho anh em á, khi mà anh em chia sẻ cho anh em á, khi mà anh em mua xe mới anh em cứ giữ gìn nó, quan trọng là anh em giữ gìn thôi. Còn tất cả các dòng xe hiện nay á, hầu như người ta đã chế, người ta áp dụng nhiều cái công nghệ trên xe rồi, anh em chỉ cần mua về chạy thôi, anh em không cần độ chế gì thêm. Hồi trước á, như không có hệ thống khóa thông minh á, thì anh em phải độ chế thêm tiền nữa, thắng ABS thì anh em phải độ chế, nhưng mà nó không ngon bằng nhà máy người ta chế sẵn đâu nghe. Với
như là đồng hồ nè, đồng hồ bây giờ sử dụng đồng hồ LCD luôn à. Hồi trước là đồng hồ cơ, nhiều anh em phải về chế đồng hồ LCD cho nó đẹp. Hiện nay đã có sẵn hết machine đồ, nút tắt động cơ đồ, tất cả các tính năng hầu như đã đầy đủ trên xe hết. Cho nên mình khuyên anh em á, khi mà anh em mua một chiếc xe mới về, anh em kỹ là phải kỹ ngay từ lúc ban đầu luôn đó. Anh em cứ về sử dụng để về chạy thôi. Còn anh em mà muốn đồ kiểng hay gì đó thì anh em nhớ giữ lại cái đồ zin nha. Chứ anh em mà bỏ đồ zin sau này anh em mua lại á thì nó mắc. Tại vì cái giá trị xe mình cao á, như cặp mâm nè, thường thường anh em bỏ mâm nè, mâm anh em sau này anh em mua lại thì nó nhiều tiền lắm nha. Đó. Cho nên á, anh em độ chế cái gì cũng được, đừng có đụng tới phần động cơ là được. Và ngoài thì anh em có thể độ chế. Còn hệ thống điện nếu mà anh em độ chế á thì anh em nên đấu dắt hoặc anh em ghim vô thôi. À, đấu thêm thôi chứ anh em đừng có mà cắt dây điện nối nha. Khi mà cái dây điện nguyên á thì nó không có sao, còn anh em cắt rồi anh em nối vô đó thì anh em chạy thời gian nó sẽ bị oxy hóa hoặc nó bị thối luôn dây điện nghe anh em. Đó. Thì trường hợp bất đắc dĩ lắm anh em phải cắt, chứ bình thường nếu mà anh đấu đèn hay đấu gì đó anh em cứ kêu người ta là đấu dắt cho mình, chứ đừng có cắt dây điện zin nha. Khi mình cắt rồi á, mình đấu vô là dây điện đó thế nào nó cũng bị oxy hóa thôi anh em. Đó. Với trường hợp mà anh em mà muốn độ những cái phụ tùng như ngoài á, như là dàn ngoài á, anh em muốn độ cái gì cũng được, nhưng anh em nhớ giữ lời đồ zin nhé. Còn về cái hệ thống khóa thông minh, người ta đã tích hợp sẵn chế độ chống trộm chống cướp, trừ trường hợp mà mình không có cái remote á là không có cách nào mở xe được với mật khẩu. Cho nên anh em khi mà anh em mua xe mới là anh em không cần đấu gì thêm, trừ khi mà anh em sử dụng mua cái xe phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bất cơ á thì anh em đấu thêm nha. Tránh trường hợp mà anh em mua xe mới mà hệ thống khóa thông minh mà anh em người ta tư vấn anh em đấu thêm nữa tốn tiền, cái đó là không cần thiết nha anh em. Đó. Còn tất cả các dòng xe thì khi mà anh em chạy á, như là tháng mưa này nè, thì nó anh em chạy tầm khoảng 3 4 ngày thấy nó dơ quá, anh em nên rửa để mà tránh trường hợp anh em để lâu quá đất nó bám lên dàn áo nè, cũng như mấy cái ốc dàn chân á, lâu ngày anh em không rửa nó sẽ bị oxy hóa nha. Còn đối với mẫu Exciter 155 anh em thì khá là gọn gọn hơn phiên bản trước anh em. Anh em nhìn cái phần trước á, mà khi mà nhìn tới cái phần trước á thì nó bỏ những cái chi tiết như là người ta cải tiến, cho nên mình hay phiên anh em á. Càng về sau á thì người ta sẽ cải tiến từ cái phiên bản trước để người ta hoàn thiện cái mẫu sau. Cho nên anh em mua tất cả các dòng xe sau á thì nó lúc nào nó cũng hoàn thiện hơn cái mẫu xe trước, như là 135 nè, lên 150 phun xăng nè, cho đến 155 2023 và 2024 là cái mẫu Exciter 155 nè anh em. Trang bị thêm phanh ABS nè, những cái chính tính năng nữa cần thiết nữa cho anh em sử dụng, như là cổng sạc điện thoại nè đó. Cho nên á thì nếu mà anh em nào á yêu cái công nghệ á thì anh em cứ chọn những cái mẫu xe sau này. Ví dụ sau này nữa sẽ ra cái mẫu ad mới nữa thì nhiều cái công nghệ được áp dụng trên xe đó nữa. Còn anh em nào mà yêu quý mà thích chơi đồ cổ á thì mua cái thế hệ trước cũng được, tại vì đồ cổ là thế hệ trước nó không có bằng, anh em thấy vậy chứ, nó không có bằng cái công nghệ mới bây giờ người ta sản xuất đâu nghe đó. Còn tất cả động cơ thì xe nào nó cũng vậy, nó cũng phải có một cái tiếng đặc trưng của nó đó, trừ khi mà cái tiếng kêu bất bình thường. Còn cái tiếng kêu bình thường thì không có cách nào mà chỉnh hết đâu nghe anh em, tại vì kỹ sư người ta sản xuất người ta không có làm hết được, mình đâu có làm hết được. Như cái tiếng vọng của dòng ẹt nè, không có cách nào mà làm hết, nếu mà anh em làm hết thì nó cứng luôn hai cái bánh răng anh em chạy nó không có đi đó. Còn như là cò nè, cò phải có cái tiếng kêu một tí, tại vì cò sử dụng cò con lăn, nếu mà anh em chỉnh cứng quá thì nó mau lột cam thôi đó. Cho nên mình khuyên anh em á thì sử dụng xe thì ví dụ mình cũng có một cái kiến thức cơ bản để mình sử dụng xe tốt nhất nha, thì những cái nào hay mình sẽ chia sẻ đến anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình, xin chào.